Xin chào các bạn. Phục hồi rễ khỏe cho những cây hoa phong lan bị hư rễ và héo lá. Chúng ta có nhiều cách khác nhau. Nhưng hôm nay mình muốn gửi đến các bạn một phương pháp mới giúp tiết kiệm thời gian. Những chiếc lá luôn được cứng cáp, rễ sẽ phát triển nhanh hơn. Những cây hoa lan này, các bạn cần gỡ bỏ hết chất trồng cũ và để ở nơi mát trong 5 ngày. Đến giai đoạn này, chúng ta sẽ cắt bỏ hết những rễ bị hư. Khi để ở nơi mát và không tưới nước cũng sẽ góp phần giúp cho cây hạn chế được nấm bệnh. Những cành hoa này các bạn nên cắt bỏ. Chúng ta giữ lại những chiếc rễ này. Với những cây hoa lan này, nếu các bạn trồng ngay thì quá trình phục hồi rễ sẽ rất chậm. Sử dụng một tép tỏi nhỏ. Cho vào 300 ml nước. Mình sẽ lọc lấy nước. Cho nước này vào bình phun. Sau đó các bạn sẽ phun toàn cây. Tỏi giúp cho cây kháng khuẩn khử trùng rất hiệu quả. Và những vitamin khoáng chất có trong tỏi giúp cho cây rất nhanh ra rễ. Sau đó sử dụng khăn mềm lau khô những chiếc lá. Và chúng ta sẽ để cho thật ráo. Chúng ta sử dụng bình nhựa. Các bạn cắt ngang giống như mình. Những lỗ này để giúp trao đổi không khí rất tốt. Sau đó các bạn cho vào đây một ít nước.
Mình sẽ đặt cây hoa lan vào đây. Dùng những miếng bông mềm, các bạn cho vào phần này. Đây là một trong những cách trồng ngược rất hiệu quả để giúp cho cây nhanh ra rễ. Và mình sẽ đặt vào nước. Các bạn chỉ cho nước một phần của đáy chậu. Khi nước ít, chúng ta bổ sung thêm. Những vị trí này giúp các bạn rất dễ bổ sung nước vào bình. 4 ngày một lần, chúng ta sẽ phun xương lên đây để giúp cho phần gốc cây luôn được giữ ẩm. Với cách làm này, cây rất nhanh ra rễ mới. Và với cách làm này, sau khoảng thời gian 2 tháng, những chiếc lá đã cứng cáp hơn. Và những chiếc rễ sẽ phát triển rất nhanh. Khi cây đã phát triển tốt như thế này, cấy cây vào chỗ mới rất yên tâm, cây sẽ nhanh phát triển. Đây là một trong những cách phục hồi rễ khỏe cho hoa lan. Rất đơn giản và dễ. Trong quá trình phục hồi, những chiếc lá này có thể bị vàng để ưu tiên sự phát triển cho những chiếc rễ. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Và những chiếc lá đã được cứng cáp, khỏe mạnh hơn rất nhiều. Đến giai đoạn này, các bạn cấy vào chậu mới. Chúng ta gỡ bỏ chiếc lá vàng ra khỏi cây. Mình sẽ trồng lại cây với vỏ thông. Và một ít rêu. Sau đó tưới nước vừa đủ ẩm cho cây. Hy vọng với cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.